Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, để bắt đầu cho buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một đội hình rất ngon bổ rẻ nhưng mà lại có một tiêu chí cực kỳ sang. Chúng ta sẽ build một đội hình xung quanh con hàng Rory của mùa đi để trở về cộng 7 của bác chủ đang có sẵn. Rory mùa này không hiểu sao bác chủ lại có nhở. Đập được à? Con này 500 tỷ các bạn nhá. Thì với số tiền còn lại là khoảng gần 3.000 tỷ, anh em sẽ build một đội hình của Rory. Và cái gì ạ? Rory sẽ phải build với ai ạ? Chúng ta sẽ build Rory và một đội hình bóng vàng mới nhất 2024. Rory là quả bóng vàng mới nhất của bóng đá thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng số tiền này để build một hình cái form tiền của nó anh em nhá. Thôi thì đã là bóng vàng rồi thì không có Rossi nghe anh em nó hơi buồn nhỉ. 270 tỷ thì anh em mình làm một con Ronaldo mùa này thôi nhỉ. EU24 thôi chứ bây giờ tiền mình nó cũng ít. Tiền ít thì hít hàng vừa phải thôi nhá. Cái tầm Ronaldo tầm tiền này là đẹp rồi. Messi. Với Messi với 8 quả bóng vàng thì chúng ta sẽ đầu tư với mùa HG cộng 5 500 tỷ. Rồi chúng ta đã có 3 quả bóng vàng rồi. Messi, Ronaldo và Rory thì thôi làm con Modric nhá. Nói chung là có bóng vàng thì anh em mình cứ ưu tiên những con bóng vàng gần gần đây tí để cho anh em mình nó đỡ xa quá được không ạ? Modric thì đang định lấy cái mùa mỏng thôi. Mới Modric thì lấy mỏng thôi. Chắc là lấy EU24 thôi anh em ạ nhá. Mấy con tiền vệ cứ mỏng thôi, còn tiền để làm việc khác. Benzema nè. Benzema mới mùa ảo thì chắc là cho nó ra đi nhá. Chắc là nếu mà lấy Benzema thì anh em lấy mùa UT này cũng được rồi nhá. Tôi cứ đặt tạm ở đây đấy các bạn nhá. 323 tỷ đã nhá. Sau đó có Kaka. Rồi ok. Ricardo Kaka đi. Kaka thì anh em mình sẽ lấy mùa nào đây nhỉ? Kaka Madrid. Cố gắng lấy những cái mùa nó đỡ ảo một tí anh em nhá. Mùa nào ảo quá thì thôi chịu. Kaka chắc mua mùa này cộng 5 thôi. 140 à? Nhìn vẫn chua chua nhỉ. Mùa nào đỡ ảo tôi mua anh em nhá. Kaka đi để trở về 6 mà. Ở lấy mẹ mùa này thôi. Mùa nào đỡ ảo thì thanh khoản cho nó dễ anh em ạ. Kaka là được rồi. Rồi tiếp đó là có Cannavaro. Cana chắc anh em cũng phải đầu tư cũng chắc tí đó nhá. Làm con Cana của mùa CC đi. Bây giờ đang kiếm tí tiền vệ và hậu vệ đi. Hậu vệ có khi đẩy mẹ Gullit về đá trung vệ nhỉ. À có Rory CB hợp lý đấy. Có ma thú đi đã nào. Ma thú đi anh em ơi, làm tí ma thú đã nhá. Con nào có tính tí thủ một tí anh em ạ. Ma thú với cái tầm tài chính này thì là một con đi để trở về là đẹp rồi. Đó. Và Gullit. Đó, Gullit là phải có nhá. Thôi lấy Gullit mùa này đi anh em nhá. Mùa này đá thủ đi nhá, 160 là được rồi. Ok. Thủ môn à? Thủ môn chắc là cho đánh thuê được. Netgear đây nhưng mà tôi sợ không mua được. Không mua được anh ạ. Này khó mua lắm. Để làm cái sườn này thế nào. Hiện tại là tôi lên cái lịch cái sườn đã nhá anh em nhá. Ronaldo đầu tàu này. Để view cái đồ hình kiểu như thế này thì nó có bao nhiêu lựa chọn nha anh em mình luôn ý. Benzema, Shevchenko, Ninho, Kaka thứ. Nhưng mà mạnh nhất tầm tiền thế nhỉ. GK tôi nghĩ là mượn là đẹp nhất. Rory là trung vệ đẹp nhất anh ạ. Đéo thấy trung vệ nào cả. Đấy. Tiền vệ thì lấy Gullit với ma thú là đẹp. Có lẽ là anh em mình sẽ dùng những phương án gọi là bóng vàng nó nổi bật cũng được các bạn nhé. KKRTN thì chỉ có nhót thôi anh ơi ạ. Ok, thì có thể bỏ KK đi. Thế bây giờ là mình còn 800 à. 800 thì cũng không còn nhiều tiền lắm đâu nha. Nói chung là có Dinho cũng được này. Dinho giá bao nhiêu? Ronaldinho. Con mẹ là Dinho này khó mua thế nhở. Hay dồn đồ hình chính một tí được không anh em? Dinho làm mùa này nhá. Không Rossi à? Ơ nhờ Messi đâu nhở cơ? Ôi quên mất, trời ơi Messi. Sao không ai nhắc gì tôi đấy? Thiếu Messi luôn mà. Mẹ cày thế nhở, thiếu Messi không ai nói điều gì luôn mà. Thiếu Messi chả ai nói cái gì cả. Được chưa, đây rồi. Thế này nhá, ổn chưa? Messi đây. Nhá, tạm thời là như vậy. Tôi thấy là cái form này là được rồi. Sau đó anh em nào có Shevchenko nhá. Seva một con này nhá, giá rẻ tôi mua nhá. Seva mua được này. Dinho mua chưa nhở? Dinho chưa mua rồi. Thôi làm con Dinho đi. Thôi dồn tiền đội hình chính nhá. Tôi thích con Dinho quá anh em ạ. Thế con Modric này bỏ mẹ đi nhá. Modric bỏ đi, tôi nghĩ là Modric không chơi đâu. Hay là cho Modric đá hậu vệ nhở? Bây giờ đéo thế nào đá hậu vệ thì thằng nào bây giờ nhở? Ma thú
Cana hay là Gullit phải đá hậu vệ nhỉ? Bây giờ đang đéo cân được người luôn này. Bây giờ biết cho ai đá hậu vệ bây giờ nhỉ? Hay là đá đội hình lệch lạc à? Anh ơi đừng cho Rossi nhé. Mấy ông già ấy à? Không có Rossi luôn á. Bóng vàng lại không có Rossi luôn á. Ai da. Cả hai luôn à? Không có cả hai à? Chán rồi à? Không có cả hai luôn á. À, ý mày thì bỏ cái gì đâu. Thế này thì anh em ơi, bác chủ bác bảo là chán Messi rồi, bảo Ronaldo rồi thì tôi làm tí Papin nhá. Thì đây là cái chất riêng này, đội hình của bóng vàng với Papin và đầu tàu nhá. Ok. Thích thì mày, anh cho mày nhích. Có cái gì đâu. Tôi bỏ ra Papin đây. Ra lạ, mày phải nói từ đầu chứ bây giờ lại bỏ Messi ra tám quả bóng vàng không cho vào đội hình, nghe nó khó nghe thật. Thế Papin này. Hoặc là Shevchenko nhá. Mày thích già thì thích già thì già vậy. Cái này là Figo là xong luôn gì nữa. Figo CC xong. Hết tầm. Thế này đi nhá, đội hình này đi. Còn mấy thằng hậu vệ hay là cho mẹ Ronaldo với Messi mỗi thằng đá cánh nhỉ. Nhá, bây giờ đéo có người rồi. Không cho Messi với Ronaldo đá chính thì Messi hậu vệ trái, Ronaldo hậu vệ phải được không? Được nhá, chốt nhá. Ok, có 10. Messi hậu vệ thì nếu Messi bé bé tí thôi. Messi rẻ rẻ thôi nhá. Hậu vệ đấy mà, hậu vệ đầu tư nhiều quá mất lương. Tình hình là chắc là một con hot hay là con LH. Xem có đủ lương đã nhá, Messi hot hay hoặc là LH à. Ủa chết con mẹ tôi ơi, đéo được rồi anh em ơi. Tình hình là đang hơi chới lương nhá. Không còn đủ một cái mức lương 5 cho một thủ môn. Thủ môn lương 5 thì anh em mình kiếm cái thủ môn nào là lương 5 đi. Nói chung là anh em mình làm mấy con cao cao tí, kiểu lá phông này này. Leto này, Savic này. Này, thằng bắt 2 đấy, thằng Savic bắt 2 đấy. Thằng 2m02 tôi thấy thích nha. Ok xong. Thế này thì đang bí một tí lương anh ạ. Ledesi này chắc không mua được thì bỏ luôn nha anh em nhá. Bây giờ tình hình đang mua gì nào? Ronaldinho rồi này, Figo, Gullit, Kaká mua về dự bị vậy nhá. Ronaldo lại mua mẹ thôi anh em ạ. Mùa này biết thế là giảm tí Ronaldo là đỡ lương không? Làm đéo là mua quả hậu vệ phải lương 28 rồi không kìa. Chưa chừng trần đời thằng nào mua quả hậu vệ lương 28 đi hậu vệ. Trong game này tôi chưa thấy một thằng nào đá quả hậu vệ lương 28 với tôi luôn đấy. Tôi nghĩ Figo nó đầu tàu lên cũng mua to một tí cũng được, không sao cả. Đủ đúng không? Tôi mua đủ người đấy. Ronaldo nhá, bán Ronaldo đi nhá. Lỗ tí vậy anh ạ, lỗ tí vậy, phá tí vậy. Ronaldo lương 27 thì có mùa này. Đây, có mùa World Cup nhá. Thế thôi anh em ạ, bán mẹ Aro đi vậy. Bây giờ không biết là giảm ai luôn mà. Đẹp nhá anh em nhá, đội này đẹp, đẹp keng luôn nhá. Hay là giảm Kala LL6 nhá. Hậu vệ thôi vậy. Thì nó đỡ một nương, đỡ phải mua đi bán lại. Kala nó cũng chưa về. Con này tính thanh khoản thì cũng khá cao, mút đi. Ok. Ronaldo vẫn giữ lại nhá, bỏ Kala đi. Sau đó còn 400 hơn này, mua dự bị quá nhiều luôn đấy. Rồi xem là từ thêm mua 1-2 quả bóng vàng đi anh em. Quả bóng vàng như kiểu Johan, nhiều bóng vàng mình cho vào này. Mua luôn nhá, còn lại mua đứt luôn nhá. Con nào có hàng là mua đứt luôn đấy. Mua đứt luôn nhá, mấy con cho mấy con vào cho đá cho khỏe. Zidane cái mùa nào đẹp không? Zidane bóng vàng ấy chứ. Làm có Zidane đi. Zidane đá tiền vệ được, nó cũng đa năng. Làm tí Barten nha anh em nhá. Barten gì, 3 quả bóng vàng mà anh em. 3 quả bóng vàng không cho vào đây đội hình anh em cười mặt. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, xong rồi anh em ơi. Cuối cùng thì đây là một trong những đội hình sở hữu nhiều quả bóng vàng nhất trong FC Barcelona hiện nay, với hai hậu vệ cánh là Messi và Ronaldo. Hai cầu thủ này đã sở hữu cho mình 13 quả bóng vàng rồi. Rory, một cầu thủ mới có quả bóng vàng, mình sẽ đẩy về đá trung vệ hoặc thậm chí đẩy Rory lên cũng được nhá. Thì đẩy Gullit hoặc là Ma Thú về. Bên cạnh anh sẽ là một hậu vệ hiếm hoi có quả bóng vàng là Fabio Cannavaro. Ma Thú cùng với Gullit sẽ là bộ đôi ở hàng tiền vệ. Bên trái là Dinho và bên phải là Figo. Bộ đôi đá cao nhất trường công là Shevchenko và Papin. Đây là lựa chọn mà bác chủ muốn đổi gió để mang đến những cái sự trải nghiệm đa dạng. Nên là Papin được xướng tên ở đội hình này. Dự bị còn rất nhiều những cầu thủ có 3 quả bóng vàng như Van Basten, Johan, là Kaká và có cả Zidane nữa. Đó, đội hình cũng rất dày anh ạ. Thật với anh em, đội hình này là vua luôn gì nữa. Phim nó còn đéo dùng được anh nhỉ? Con mẹ sợ thế à rồi. Đó. Đội hình này đã nhiều phương án tấn công quá anh em ạ, đã nhiều phương án tấn công quá, đỡ hộ cái.
đội hình Ballon d'Or mà. Sợ thật của đội hình Ballon d'Or kìa. Đấy, thủ này, nhìn thủ này, nhìn cách thủ Messi với Ronaldo này, nhìn cách thủ này. Nhìn cách thủ ấy. Giấu tên đã rescan 8.000 đồng. Hello A. Ok Khánh ơi, tí anh vào nhá. Ơi sao nhà quay mày? Hồng ơi, sơ đồ này nó làm khổ tôi rồi. Đéo có ai luôn mà. Không sao, mình lấy công bù thụ nhá. Đéo có người luôn mà. Toàn để nó chạy nhông kèn thế. Cày quá. Ronaldo, Messi toàn đi lên trên. Ok, không sao cả. Không sao. Mẹ vẫn bắt được luôn à. Vili đúng không? Cái tên đầu tiên thật. Em Cường đúng Vili cái tên đầu tiên thật trong cái đội hình đấy. Đây về là hậu vệ rồi, bóng lên đây ghi bàn được. Và đó là Ronaldo, Messi một mình thòng ở dưới. Nào ông vào sửa lại cho em đòi hình mùa ua Văn Sơn đó. Ai em muốn nạp thêm ít BPR đổi thành cầu thủ mùa mới. Ok em ra nhá Văn Sơn. Anh lo được cho em đấy. Cái đầu của ai đây ngoan thế nhở? Cái đầu của ma thú chứ còn cái đầu của ai nữa. Đội hình này công cường còn thủ. Đội hình 2-2-2. Đội hình này 2-2 gì nhở? Quên. 2-2-6 này đá hay quá anh ạ. Quá hay luôn ý. Tôi nghĩ là cái đội hình này lên được phổ biến nhiều ở trên rank các bạn ạ. Lên được phổ biến nhiều. 2-2-6 hãy nhớ về đội hình này. Thôi làm 2 pha phát rồi. Con đó cảnh cáo đấy. Đội hình này đá dễ đấy nhỉ anh em nhỉ. Khổ thật đấy. Đội hình này đá cực kỳ thoáng luôn nha anh em nhá. Rất dễ để ghi bàn vì số đông của tôi hàng công rồi. Bắt cả đẩy hết lên đây rồi. Đéo cho chuyền. Đéo chuyền nổi luôn. Đông quá anh em ạ. Hàng công tôi đông người quá, đéo chuyền được anh ạ. Đéo chuyền được. Bù lít. Ôi. Vãi cả bìu kìa. Ôi giời ơi. Messi đây thì là qua nổi, Messi đây là qua nổi. Nó đổ đây rồi mà. Ơ. Thằng thủ môn đần thế nhờ, chả nhẽ tao vào tao bắt hộ mày. Chả qua tao ở đây tao lương 99 rồi không. Tao vào rồi đấy. Tao lại đông hơn mày rồi đấy. Ok, Shevchenko. Shevchenko! Gulit, mày đó. Ơ. Papin ơi, Papin. Rodri. Ô này nó vẫn đông thế nhở. Ok Figo. Rồi đấy. Rồi đấy. Bắt được à? Rồi. Chạy đấy. Đây rồi, mày đuổi hộ bố mày cái. Van Dijk vào đây. Sút luôn này, sút luôn đây này. Còn mẹ thằng Van Dijk nhanh thế nhở. Đi đâu? Đi đâu? Messi ơi! Cứu tôi đi Messi! Messi! Con mẹ mày thua ăn một trận mất hết cả form. Cày thế nhở? Mày đi đâu? Mày đi hộ! Đâu, từ từ. Trận này vẫn chưa xong đâu anh em. Trận này vẫn chưa xong với tôi đâu. Má thú! Mang thằng Van Dijk đến đây. Mang nó đến đây. Chưa xong đâu mà. Trận này chưa xong đâu đấy. Ê à. Phá được rồi mà đéo vào chân mình. Tao vào chân nó. Ê à, mày chống đấy. Ngã cái gì mà đã ngã. Chưa gì mày đang ngã. Ok chưa xong đâu nha, 70 vẫn còn nguyên nhá. Messi đây rồi. Chạy đấy. Cô mẹ khỏe đấy. Đây rồi, từ từ. Shevchenko.
Tomon. Trận trước em thua em cay lắm luôn ấy, thề. Em cay lắm rồi đấy, thề. Một. Thôi hỏng rồi. Quả đấy mà nó thổi là Ben chắc. Ronaldo để ăn đòn đi. Tấm thua là full group này luôn này. Mất rồi. Làm gì có ai. Mất một bóng ổn thế nhở. Người ơi. Ui dồi ôi. Sợ quá anh em ơi. Trời ơi, cái giá của mày phải trả đắt đấy. Cái giá của mày phải trả quả này đắt đấy. Con mẹ mày, thằng chạy nhanh nhá. Nope. Khó rồi, khó rồi, một nít nó khó rồi. À! Sao đều chống đấy nhở? Chuyển phát là đối mặt luôn rồi nhở? Ây à! Messi! Mày đấy nhở? Thôi đi đâu rồi. Thằng nó biết đá đấy nhở, nó biết đá, nó biết truyền và nó biết nhìn cầu thủ phát đấy nhá. Không quỵ à? Ôi. Thề. Ây à. Còn với Messi, Ronaldo cái may quá. Từ từ. Bóng vẫn còn lăn đấy. Từ từ nào. Ôi à. Nghiệt thế rồi, vãi cả bìu, thằng này còn biết đá nữa. Còn ve bóng luôn qua kìa.